Rồi, tổng quan ghe ngày hôm nay, chiếc ghe đò du lịch thì sơn phết đã xuống rồi, nó nằm ở trong. Nhà chiếc này thì mới kéo lên, chuẩn bị làm nữa. Ghe quá ghe bà con ơi. Nhà con này thì giao cho anh khách ở Sóc Trăng. Con này của khách Cần Đước, con đó là khách ở nhà bè. Nhà phía bên kia là gì Trà Vinh nha cô chú anh chị. Hello bà con, nay em chơi cái động thật gắt. Dạ, xin chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh của Tâm Vlog. Và cảm ơn cô chú anh chị thời gian qua luôn theo dõi ủng hộ kênh. Cảm ơn bà con. Và hôm nay em tổng kết tại bến em luôn nha bà con nha. Thì ghe câu kẹt lên bến hơi nhiều. Dạ, những cô chú nào vừa làm xong á, dạ liên hệ với Tâm nha. Dạ, để cho ghe về bến. Thì mọi thứ đã xong hết rồi bà con. Hiện tại xuống sông là hai con. Gần xong hết nha. Dạ, bà con ai có bán ghe cứ liên hệ với em sẽ đến mua ghe trực tiếp cho bà con. Dạ, ai có sửa chữa đóng mới thiết kế ghe câu hay là máy lớn tốc độ gì đó cứ liên hệ em nhận hết cho bà con mình nha. Sảm chét sơn phết làm luôn, có liên quan gì tới ghe là em nhận hết cho bà con. Dạ, rất mong cô chú anh chị thời gian qua luôn luôn tin tưởng và luôn theo dõi ủng hộ kênh của Tâm. Cảm ơn bà con. Đây nha bà con, cảnh tượng này thì trại nào cũng mơ ước hết. Cũng cảm ơn hết tấm chân tình của cô chú anh chị đã dành cho kênh của Tâm Vlog. Dạ, mang ghe xuống mua ghe rồi ủng hộ cho Tâm Vlog. Dạ, cho trại của con có những chiếc ghe làm như thế này. Cảm ơn cô chú anh chị nhiều. Dạ, dưới nước đây thì mới có 4 chiếc thôi. Trà Vinh, Nhà Bè, Cần Đước, Sóc Trăng. Dạ, phía trên đây nữa. Còn nhiều lắm cô chú anh chị. Cảm ơn bà con mình nha. Trại em thì cây cối lúc nào cũng có sẵn hết. Đó, lên xã luôn. Cửa gì? Dạ đây. Xong hết nha bà con. Hiện tại thì bà con mình ai có mang ghe xuống em nhận hết cho bà con. Dạ, hơi thoáng thoáng rồi. Nhà em nhận sửa chữa đóng mới đặt máy lớn nha, thiết kế ghe câu. Và dạ, ai có làm gì về ghe cứ liên hệ, sơn phết lắp giò sảm chét gì đó nhận hết cho bà con. Còn hai em phía trên nữa, em này thì mỏ cài Bến Tre. Dạ, con này thì gắn toilet nữa. Chiếc này hôm trước em có lên clip cho bà con mình đây. Dạ, rất nhiều ghe để làm. Cảm ơn hết bà con nha. Dạ, luôn tin tưởng ủng hộ kênh của Tâm Vlog. Cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Dạ, cô chú anh chị xem kênh nhớ bấm nút đăng ký phía bên dưới để cập nhật những mẫu ghe mới theo ngày tháng và những tình hình mới nhất tại trại nha. Giá cả thì lúc nào em làm cũng cạnh tranh với tất cả các trại khác nha cô chú anh chị. Dạ, cạnh tranh thì mới có được ngày hôm nay đây. Dạ, và kênh em là nói lại là em mua bán em không qua cò lái nha cô chú anh chị. Dạ, có gì trực tiếp với chủ. Dạ, thích cái nào thì cứ mua cái đó. Có ủng hộ Tâm về làm ghe, sửa chữa, sơn phết hay đặt máy lớn gì đó, thiết kế ghe câu gì thì em nhận. Tiền cò thì em không nhận của cô chú anh chị nha. Dạ đây. Bà con cứ mang ghe xuống đây là em nhận làm hết cho bà con. Cây cối thì lúc nào cũng có sẵn hết. Dạ, nhà em có máy xẻ nha. Dạ, ok thì nhà em sẽ xách lên và xẻ cho bà con. Chiếc đó đăng ký đăng kiểm xong luôn rồi. Ghe quá khứ ghe. Quá đã bà con. Cảm ơn bà con mình nha. Nhà bà con mà em cũng có ghe làm như vậy. Vui lắm bà con ơi. Đây nè. Nhà con này thì bây giờ đem lên kiểm tra sảm chét như là cẩn về miếng cây nữa cho nó chuẩn ghe lại rồi đi giao. Nhà con này là ghe Cần Đước nè. Sơn phết xong rồi. Đẹp cực kỳ chưa? Quá bén luôn. Đó. Các bạn qua lăng nè. Bữa em có quay cho cô chú anh chị mình đó. Ghe này xuống nước cái đít nó đẹp lắm. Để hồi em ra phía xa em quay cho bà con mình luôn. Bà con này là ghe ở nhà bè. Đăng ký đăng kiểm xong. Ở phía bên trong thì chú thiết kế như vậy. Bà con mình ai có muốn thiết kế ghe câu ăn uống như thế này thì em nhận. Đó, hộp số tại số thủy. Này bàn ghế đây. Đang mưa luôn đó bà con. Trời đang mưa mỏi luôn kìa, em quay cho bà con mình luôn á. Ghế, câu cái bàn. Simili này trải lên. Bàn để bếp ga. Này là cái toilet. Bên này là chiếc ghe Trà Vinh, thì chiếc này em đã lên clip nhiều cho bà con mình rồi đó, rất là nhiều cái clip đó. Và đây chiếc ghe Cần Đước thì sau khi từ cái máy ngoài em dời vô máy trong. Dạ đây à, em dời vô máy trong thì cái dàn đít nó cao lên như vậy đây, để em nhảy qua cái chiếc ghe câu em quay cho bà con nha. Ghe này là về Trà Vinh nè. Dạ đây đó, cực kỳ nha bà con, đít kiều lên đẹp cực kỳ nha, giả mang nha. Dạ, và chiếc này thì có nhận khách ở Cần Đước nha cô chú anh chị, Cần Đước Long An. Dạ, nhận khách đi câu chuyên ăn uống ca hát trên sông. Dạ, chiếc này nó rộng dữ lắm, chở bá lửa luôn cô chú anh chị, đi rộng rãi. Chiếc này đi tầm khoảng hai mấy ba chục người được luôn. Số điện thoại của anh chủ thì em sẽ cập nhật em để phía bên trong cho bà con. Rồi bây giờ xin mời bà con vào bên trong trại với em nha. Hai chiếc phía bên trên đang làm nữa, chưa xong nữa. Hiện tại thì bây giờ xuống sông trước ba chiếc rồi, chiếc này chuẩn bị lên, chiếc kia lên nữa. Cảm ơn bà con nha. Ai có làm ghe sửa chữa đóng mới đặt máy lớn cứ liên hệ với em. Rất cảm ơn bà con. Rồi, dạ, và clip hôm trước thì còn cái mui, clip hôm nay là mấy cậu với ông nhà em gỡ banh cái mui ra rồi. Làm một cái mui mới nha cô chú anh chị. Chiếc này là đóng ghe câu mà ăn uống luôn. Ông Tám em thiết kế cái kết ở giữa. Chiếc này lái giữa nha. Đưa toàn bộ qua lăng
lái là phía trước đi hết. Dạ, còn cho bạn Di Thục Vô trang YouTube là Khắc Di Thục Vô qua đấu Thục Vô chiếc này nữa. Em nói thì cái dáng nó đẹp lắm. Mình quay cho bà con mình tổng quan luôn. Bà con mình nay có đóng mới thiết kế ghe câu, đặt máy lớn, máy tốc độ thì cứ liên hệ với em nha. Và hôm nay em có về một con Isuzu 93 Turbo nha, để em thoáng thời gian em sẽ quay cho bà con. Giá con đó thì em chỉ bán với giá 12 triệu thôi, giá cạnh tranh tất cả các trại khác luôn, các bãi máy khác. Isuzu 93 Turbo, máy nghĩa địa về nguyên cục nha cô chú anh chị. Có thời gian em sẽ quay cho bà con. Máy cúc ếch dần hơi chuẩn. À, con này thì ông Tám bây giờ vô được vô dìm rồi, bắt trụ đứng vô kèo luôn. Con này là lên mui luôn nha cô chú anh chị, có cầu thang luôn, dáng chuẩn đẹp cực kỳ, mặt ác lắm nè, mặt ghe cực kỳ ác nha, đẹp lắm bà con. Con ghe này kích thước của em nó là ngang 2m2, 2m25, dài 12 thước rưỡi đó, ngặt ngầu cực kỳ cho bà con. Em này lên mui luôn nha, chiếc này là ăn uống ca hát lên mui luôn. Dáng sạp của em nó thì đầy đủ cho nên là giữ lại, chỉ có làm phần mui là mới thôi. Ghe này thì cân nghề xong rồi, đang chờ giấy đăng ký đăng kiểm, ghe mắc nước rồi xong hết. Rồi bà con mình ai có làm ghe câu cứ alo em nhé, nhận thiết kế hết nha cô chú anh chị. Thiết kế đóng mới đặt máy lớn, cứ cần gì cứ liên hệ với em. Con này ve bọng đẹp lắm. Đó, chi tiết bù lon tán gút vô hết. Dạ, và đây ông Tám em với mấy cậu thì đã vô trụ đứng, vô vách mui làm cái kết trước luôn rồi. Chiếc này đúng như ban đầu nha cô chú anh chị, dự tính em nó đẹp ngầu nữa đây. Dạ, và hôm nay thì đã lập xong cái nóc mui luôn rồi, tí nữa em lên cho bà con mình coi phần trên nóc mui. Thì chiếc ghe này là có cầu thang lên mui, có toilet, có bàn lái ở phía trước này luôn. Ghe này thì bản thân nó là đỉnh rồi, dáng đẹp lắm nè cô chú anh chị, nó đúng chất tiền nào của đó nha. Dạ, kênh em thì không mua bán, không bắt cò lái nha bà con. Dạ, cô chú anh chị coi được thì cứ liên hệ trực tiếp với chủ. Còn những cái ghe nào của em thì bà con mình cứ liên hệ trực tiếp với em. Dạ đây nha. Rất cảm ơn cô chú anh chị thời gian qua luôn theo dõi ủng hộ kênh. Cảm ơn bà con nha. Dạ, xem kênh nhớ bấm nút đăng ký phía bên dưới để cập nhật những mẫu ghe mới theo tháng. Thánh thiết kế ghe cầu ở dưới đó cô chú anh chị. Trời ơi, đóng chiếc ghe cho khách đẹp hơn chiếc ghe em luôn rồi. Xong rồi. Quá đỉnh. Đó, mặt mày ác cực kỳ nha cô chú anh chị. Dạ, và vài bữa nữa là xong rồi. Còn toilet nữa không Tám? Còn gì nữa không Tám? Toilet, cầu thang nữa với thùng trước này nó xong phải không? Vài chi tiết nó xong nha cô chú anh chị. Em quay tổng quan hết cho bà con mình coi đây. Nhà em thì có nhận thiết kế ghe câu đóng mới, đặt máy lớn tốc độ cho bà con mình luôn. Ai có làm gì về ghe sửa chữa hay là lắp vò sơn phết gì đó, cứ liên hệ. Rất mong cô chú anh chị mình ủng hộ nha. Dạ, vào đây. Đó. Tổng quan cái dáng đẹp cực kỳ cho bà con. Gắt lắm à. Ghe này do cái dáng nó đẹp sẵn là thêm ông Tám em với mấy cậu em vô có e bọng nữa, nhìn nó ác liệt luôn. Đây, nhìn phía trước đây cực kỳ đẹp, chỉ bọng có sẵn cái kết này luôn, đẹp lắm nha bà con. Mưa gió nhưng mà ông Tám với mấy cậu em vẫn làm tăng tiến độ luôn. Dạ, ghe giờ quá nhiều rồi, cũng nhờ bà con cô bác mình thương ủng hộ trại của cậu em với em nên mới có nhiều ghe làm vậy. Cảm ơn bà con nha. Rồi bây giờ mời bà con lên nóc mui chung với em. Ở trên đó là đẹp lắm, cực kỳ, phía trước kia là đỉnh luôn nè. Xa xa nhìn lại cái góc cho bà con mình coi từ sau tới nha. Đó, đây là cái chi tiết từ sau đích nhìn tới nha bà con. Sau đích nhìn tới thì nhìn nó đỉnh hơn nữa. Đây, và cái chiều đích đây nó đẹp lắm nè. Chiếc này nó đẹp, đồng thanh đồng thủ từ đầu tới đuôi luôn, đóng ghe câu nữa. Ghe này ăn uống ca hát câu luôn, đẹp cực kỳ không bà con. Mui nó kiều lên nè. Đó, cây cối thì lúc nào cũng có sẵn như vậy hết. Bà con mình xuống đây coi được lóng nào thì bắt đầu nhà em sẽ rồi mang lên đóng trực tiếp luôn, rút vài ngày cho bà con là xong. Khỏi có tốn thời gian đi mua cây rồi đi xẻ cây rồi mang về đây làm mất công lắm. Xuống đây bà con mình khoái cái nào chơi cái đó thôi. Đó, cực kỳ chưa. Ai có đóng ghe câu liên hệ em nha. À, đóng ghe ăn uống ca hát gia đình gì đó cứ liên hệ, em nhận hết tất cả mọi thứ. Đó, cực kỳ quá bén đó. Dạ, và đây là chi tiết phía bên trên, rộng thênh thang luôn nha. Cậu Tám có đo thử chiều ngang cho cậu Tám. Rộng thênh thang cực kỳ đẹp.
Ở chiếc này là bắt cầu thang lên đây ngồi ăn uống ca hát trên này nữa nè. Rộng cực kỳ. Chiều ngang trên đây 2 mét mấy luôn nha bà con. Hết lằn luôn. Đó, bê diêm nó uống cong vô nè. Cực kỳ đẹp. Đó. Ở phía sau đây là đống toilet. Vị trí ngay lan can này thì để câu kéo nè bà con. Lý tưởng không? Cực kỳ luôn. Đây là để câu kéo thôi. Phần bô này chắc phải hạ xuống. Đưa ra. Dán sạp thôi, khủng khiếp chứ kia. Quá đẹp. Ở trên là láng o luôn bà con. Hết sảy. Cực kỳ bén luôn ông ơi. Ông Tám có cảm nghĩ gì ông Tám? Chiếc ghe nãy ghe con sao ông Tám? Ghe nãy ghe con chiếc nào đẹp ông Tám? Chiếc nào cũng đẹp hết. Ông Tám thiết kế chiếc này gắt quá bà con ơi. Em đứa mình chắc lưỡi từ sáng tới giờ. Anh thiết kế ghe câu, thiết kế ghe nhà, thua chiếc này chết luôn rồi. Quá đẹp nha bà con. Cây bọng cực kỳ luôn nè. Láng cực kỳ nha bà con. Ai có làm ghe, tiếng ghe, ghe cầu, đóng mới, ghe ăn uống, ca hát gì đó thì cứ liên hệ với em nha. Nhà em nhận làm hết tất cả nha bà con nha. Và bà con đón xem sau khi em nói xuống nước sẽ đẹp như thế nào. Và bấm vào nút đăng ký phía bên dưới á, ngay bên phía tay phải bà con mình có nút đăng ký màu đỏ. Bấm vào đó để cập nhật tình hình mới nhất tại trại và những cái mẫu ghe mới nhất em bán nha. Chiếc nào vừa ý bà con thì bà con cứ alo em. Ở nhà em thì nhận thiết kế ghe câu như vậy, ghe ăn uống ca hát như vậy nè. Đó, cần làm gì thì ghe em nhận hết cho bà con nha. Quá bén.